Xin chào mọi người. Sau đây mình xin chia sẻ câu chuyện của mình đến các bạn. Sau 12 năm học đèn sách thì mình cũng đỗ vào trường ngoại thương như mong ước. Và sau 2 tháng lên Hà Nội thì mình thấy cuộc sống của mình nó nhiều cái bỡ ngỡ lắm. Và nhìn thấy là các bạn gái trên Hà Nội da rất là trắng và đẹp và mịn. Mình nhìn lại mình thấy da nó cứ đen đúa, xấu xí, cảm thấy rất là mặc cảm, tự ti và quyết tâm phải làm đẹp, phải làm thế nào cho con gái da nó phải trắng, phải thật xinh. Và mình đã quyết định đầu tư số tiền và cũng lên mạng search và tìm mua, rồi là cắm gạo, rồi các thứ, nói chung là muối, thảo dược rất là nhiều. Và mình cảm thấy là sau khi dùng những cái sản phẩm đó không thấy hiệu quả là mấy, cảm thấy rất là buồn. Sau đó thì có một chị bán hàng trên mạng, chị đã chia sẻ và mình cũng rất là nôn nóng và muốn da nó đẹp hơn vì là con gái mà. Nên là chị ấy bảo là mua kem trộn của chị ý, da nó sẽ trắng. Và mình đã mua và về dùng thử, nói chung rất là nôn nóng. Sau một thời gian dùng thử thì da mình bật trắng bật hẳn lên, nhìn rõ tông trông thấy, nhưng mà ý là da thì cảm giác bị bỏng rát, mà nói chung là nó nóng ấy, mà nó trắng lên mà cảm giác là nó không an toàn, và mình cảm thấy rất là hoang mang và rất là sợ sệt ấy. May sao một thời gian sau thì mình có đi dạy gia sư một nhà bé thỏ, thì là mẹ của bé đó thì có làm trong một cái tập đoàn về mỹ phẩm, thì mình cũng bỏ qua tự ti và xấu hổ là cũng chia sẻ với chị về cái làn da của mình. Sau đó thì chị mẹ của bé thỏ đã đưa cho mình sản phẩm là sữa tắm trắng tổ yến này, và mình đã về dùng thử. Mỗi lần mình tắm thì mình massage đều và nhẹ nhàng khoảng 5 đến 10 phút để cho dung dịch cái dịch của yến và cái vàng 24K thẩm thấu vào da, thì giúp cho làn da của mình trắng hồng từ từ và căng mướt mịn màng hơn. Thì sau một thời gian sử dụng thì mình thấy làn da của mình nó không trắng bật tông như kiểu như là lần trước mình sử dụng cái kem trộn đâu, mà mình thấy là da trắng hồng từ từ và cảm thấy rất là vui, bởi vì là khi mình dùng cái sản phẩm này mình cảm thấy tin tưởng hơn và nó an toàn hơn, chứ không như kem trộn lần trước. Và ngoài ra mình thấy sản phẩm này có một tính năng rất là đặc biệt, như là chống nắng này. Ví dụ khi mà mình đi ra ngoài đường thì cái làn da của mình nó sẽ không bị rám nắng và bắt nắng như các sản phẩm khác. Bởi vì thông thường bạn bè mình ấy, nhiều người dùng những cái sản phẩm mà chống nắng ấy, thì hay là tắm trắng gì đó, nhiều người ra xong rồi trắng thì lên, xong cuối cùng lại một thời gian dùng nó hay bị bắt nắng. Nên mình rất là sợ điều đó. Nên mình cảm thấy rất là vui với cái sản phẩm này. Ý là vừa trắng lên mà lại không bị bắt nắng sau trong cái thời gian mình sử dụng. Nên mình cảm thấy rất là vui khi lựa chọn đúng cái sản phẩm này. Nếu mà mình biết cái sản phẩm này thì chắc là mình sẽ dùng sớm hơn để da đẹp hơn và an toàn hơn, không bị dùng phải cái kem trộn như lần trước nữa. Đấy, đó là cái chia sẻ về cái làm đẹp về làn da của mình. Mình cũng mong rằng các bạn gái nào có nhu cầu về làm đẹp ý, thì nên cái tham khảo câu chuyện của mình. Mong rằng các bạn gái ai cũng trẻ trung xinh tươi và đẹp hơn.